Mến chào cô bác anh chị em. Hiện tại mình đang có mặt tại tuyến đường xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì gần với một cái ngôi chùa Khmer mình không biết tên, nhưng mà mình phát hiện ra một cái ngôi nhà quan ở bên đây nè. Rồi rất là rùng rợn luôn. Dây leo rất là chằng chịt. Và cặp cái ngôi nhà quan này á, thì mình thấy bên đây là có một cái lò thiêu. Lò thiêu của một cái ngôi chùa, cách chùa khoảng cả 100 mét. Đây, bên trong là cái lò thiêu. Nhưng mà cái cửa thì cửa chính là đi từ cái hướng này nè, để đi vô cái nhà quan này mình thấy rất là rộng và dài. Nhưng mà cái chỗ này á, mình thấy nó cây quá trời cây luôn à. Do đó mình không có vô được, mình phải đi bọc cái cửa sau. Bây giờ mình đi vô đây quá trời cây cỏ luôn. Đây là cái lò thiêu của người dân tộc Khmer. Thì người dân tộc Khmer thường mắc đi á, thường hay đem để chùa để thiêu. Ôi, có cái cây này, mình lụm cái cây này đem theo mới được. Đây, để dẹt cỏ đi. Đây là cái lò thiêu nè của cái ngôi chùa. Cái khu này vắng vẻ. Cái lò thiêu rất là lớn luôn. Nguyên đây là nguyên cái khu vắng, gừng vắng hết trơn à. Có một cái ngôi nhà này mà không biết là bà cái ngôi nhà bằng gì. Giờ mình dùng cái cây này để mình đi. Mình đi bọc qua cái vách tường ở phía sau này. Ui, sao ở đây có một cái hố ta? Đây có một cái hố xuống. Cái hố này giống như là cái nguyệt đó. Cỏ gặm gạt hết trơn. Nhà này đóng gông ghiêu chắc lâu năm lắm rồi, bỏ hoang lâu lắm rồi. Dây leo chằng chịt hết. Ôi, cái hàng rào không biết có đường qua không nữa. Đây, có cái lỗ này qua. Ui da, ra gì á? Trời ơi. Ở ngoài đấy im ghê. Cái gốc cây gì bự đúng không? Trời ơi, ở trong cái nhà quan cây gặm gạp hết trơn rồi. Trong đây cỏ cây lên rất là nhiều. Bởi vì hồi nãy mình đi cái đường cái mấy cái cửa là cửa ở bên đó đó. Mình đi vô không được, phải đi ra phía sau này. Mình không biết đây là cái căn nhà của gì của ngày xưa. Mà mình thấy nó có chiều dài. Ở đây có một cái hàng chì gai chắc ganh đất. Ngoài đây có một cái cây me to nữa nè. Ôi, vô đây. Cái cảm giác nó lạnh lạnh quá. Cái cửa sổ nữa. Ở đây nãy giờ mình đi là có hai cửa sổ rồi nè. Cái vách tường phía trước đó thì dây nó leo chằng chịt lên rồi. Muốn hết thấy à. Ây da. Hồi nãy đi mà đụng mấy cái gì mà nó ngứa. Lá cây lên quá trời luôn rồi nè. Ui, cái con gì? Trời ơi. Ôi, cái con gì?
đá lên một lớp dày. Qua đây còn mấy cái cửa sổ nữa, qua đây mình thấy cây nó leo chằng chịt hơn ở bên đó nữa nè. Lá cây lên dày quá, cho đó mình đi mình phải nhìn kỹ dưới cái bước chân của mình. Cái gốc cây này ơi, hồi gió nó thổi xào xạc cái mình hết hồn hết trơn. Ui da, vậy chi trong đây cây lên luôn à, vậy là tức là cái nhà này bỏ rất là lâu rồi. Phía hôm đó vậy leo chằng chịt luôn à. Ở bên đây còn hai cái cửa sổ nữa. Cái dây này mình không biết dây gì mà leo quấn lên vách tường luôn. Theo mình đoán thì cái nhà này bỏ cũng rất lâu rồi. Trời ơi, cái phòng bên đây mới ghê nữa nè, cây gì nó leo lên nó chằng chịt hết trơn luôn. Có một cây hút nốt ở chỗ này. Trời ơi, cái phòng bên đây thấy rùng rợn nha. Cái chỗ này ghê quá. Hồi ôi cái cây coi nè. Có một cái cây này mà có những cái dây leo rất là. Những cái ở trong đây những cái phần này cái lá cây bao phủ một lớp dày luôn, do đó là khi mà đi khám phá đi vô trong đó mình cũng ngại, nhưng mà không có đường đi vô, do đó mình phải đứng ở bên cái hàng rào, cái cửa sổ gì để quay. Nè, cái dây nó leo chằng chịt nó kéo rồi nè. Đi một mình
đi một mình vô đây cảm giác nó cái bóng tối, không có ánh nắng, trời chứng mưa nữa. Hơi gần gợn người ha. Hồi đó cái cây này cái cây gì mà gai coi nè. Hình như cái cây này cây củ từ cái gì. Vô đây thì mình nghe những tiếng chim tu hú kêu rất là lớn. Ui. Cái nóc nhà thì mình không thấy à. Hiện tại thì mình thấy cái này giống như là một cái căn phòng gì á. Mình thấy là từ cái mí vách tường này nè, có tới đây là giống như là cái một cái phòng có hai cái cửa sổ. Và ở giữa này cũng vậy, cũng có một phòng này hai cửa sổ. Và ở bên kia là một phòng nhưng mà có một cái cửa sổ thôi. Theo mình nghĩ ở đây chắc là cũng là phòng học ngày xưa hay là phòng y tế gì quá, ta bảo quan. Và có một cái phòng đó là gùng gợn nhất luôn. Cái phòng đó là mình thấy là cây leo chằng chịt luôn. Do là mình không có vào bên đó được. Mình chỉ đứng ở bên ngoài thôi. Nhưng mà đứng bên ngoài mình cái cảm giác mình nhìn qua những cái khung cửa sổ cũng cảm thấy gợn người à. Ui da, trời, những cái cây này cây gì gai quá gai à. Ui da. Ui da. Thôi để mình đi dài dài ra. Đây. Cái quang cảnh nhìn thấy ban ngày thôi thấy đã rùng rợn rồi. Thôi rồi, cái cây ngã lên cái nhà thiêu kìa. Nhìn cái quang cảnh xung quanh đây thấy à, là đã ớn lạnh người rồi. Ây da, trời ơi, máng gách cái bị rồi. Nhỏ cây leo chằng chịt à. Không, cái cảm giác của mình khi đi vào trong đó, khi mà gọi qua mấy cái cửa sổ kìa, cảm thấy nó gợn gợn người làm sao á. Đây nè, mình đứng đây mình thấy vô nè, ở đây là cái cửa trước đi vô nè, nhưng mà ngặt cây quá trời vô mình không vô đó được, mình phải đi phía sau nhìn theo mấy cái cửa sổ. Dây leo chằng chịt trên cái nóc nhà hết trơn,
trên mấy cái vách tường. Ghê thiệt.